Vô cụ đầy gia dụng là vui, dùng tài khoản ảo vạch trần bà Nguyễn Phương Hằng. Thời gian qua, bà xã đầy gia dụng lò vôi liên tục gây ồn ào trong dư luận vì những phát ngôn của mình. Hết lần này đến lần khác, bà điểm mặt gọi tên hàng loạt nghệ sĩ đình đám, tưởng chừng chẳng liên quan, khiến rất nhiều người không mấy hài lòng. Mới đây, Dũng Tây Lô bất ngờ cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản mạng bí ẩn có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Không ngại chỉ ra nhiều bí mật của bà Hằng cùng ông chủ Đại Nam. Theo như Dũng Tây Lô tiết lộ thì khả năng cao đây là vợ cũ của ông Dũng Lò Vôi. Đáng chú ý, Dũng Tây Lô còn khẳng định tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương là người duy nhất cho đến hôm nay kích lộ thông tin về vợ chồng bà Hằng và ông Dũng Lò Vôi mà chưa đòi kiện, chửi hoặc đe dọa. Dư luận ai cũng thắc mắc tại sao bà Hằng chưa đấu khẩu với người này. Chắc chắn theo tính khí của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta sẽ có trận đấu khẩu nảy lửa sắp tới chăng? Anh cho rằng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi dùng tài khoản nạc danh để khiêu chiến với người đã cướp chồng của mình. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là nghi vấn mà chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh đây là sự thật. Được biết vợ cũ ông Dũng Lò Vôi là bà Trần Thị Tuyết, hơn ông Dũng 6 tuổi, là con gái giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé trước đây, nay là tỉnh Bình Dương. Sau khi kết hôn, ông Dũng và bà Tuyết có với nhau 3 người con, 2 trai và 1 gái. Bà Tuyết được biết đến là người đồng hành cùng ông Dũng khi ông còn chưa có gì trong tay. Chính gia đình bà cũng hậu thuẫn cho con rể rất nhiều trên con đường lập nghiệp. Tuy nhiên từ sau khi bà Hằng xuất hiện thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng cả hai tuyên bố ly hôn sau nhiều năm chung sống. Hiện trên trang cá nhân Dũng Tây Lô đã phân tích hàng loạt bằng chứng cho câu chuyện này, cũng như liên tục cập nhật những tình tiết mới, thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.